Đây đây cái nhà mình này, hoa này, hoa giấy nè trồng. Trời, lâu lắm rồi mình mới vô nhà lại này cả nhà. Giao dịch á, trời gần 2 năm trời luôn á, mình mới vô lại luôn á. Nhà mình cũng làm nông, làm ruộng. Đây đất xung quanh nhà mình là ba mẹ mình đang trồng rau muống rất là nhiều. À, bữa nay ngày lễ này nên treo cờ này cả nhà. Ở mấy cái cây nó mấy trụ điện gió cả nhà thấy không? Trời ơi nó to, đứng đây mình nhìn mất hồn luôn á. Cái cánh đó, mỗi cái cánh này nó dài hình như là như nó là 5 số mét gì đó. Không biết mọi người cũng con chắc cũng đoán ra được. Bly không có lường được cái độ đó. Ê. Ê, trên cái đường đi về mình cũng quay được một số cái cảnh của trụ điện gió nó đang quay á cả nhà. Đây xung quanh nhà mình nè, đó hoàn toàn là hoa này. Quanh nhà mình hoàn toàn là trồng ấy á, trồng rau muống hết luôn á. Nhà của ba má mình chứ không phải nhà mình nha, mình đi lấy chồng rồi. Đó xung quanh đất này mới về luôn á. Đến đây vẫn thấy trụ đi. Đây đây ở ngoài đây một trụ nữa nè cả nhà. Đó, làm gòn ra chưa? Gòn ra không? Họ lấy gió để họ lấy sức gió để làm mấy cái nhà làm điện á. Hôm nãy nhiều. Hôm nãy ổ chị đường á đi quay đó. Còn cả nhà thấy nhiều không? Mà cái đó vẫn chưa hết đâu nha. Còn nhiều nữa. Giờ mình đứng nó bị gù khuất ngay một góc đó cả nha. À, cả nhà coi mi nè. Cái mi cánh á. Cái mi to mà ba má mình nè. Tạo dáng cho nó luôn nè. Ý. Này à, cái này. Coi kia. Trời ơi, bê chùm chùm trên cây kìa chứ. Dễ ghét không? Không có lá cái mi không à. Nghĩ hồi đó cái cây mi đây nè, mà lúc mình mới trồng lên mà nó cũng được 2-3 năm gì đó. Xong lại có người ngỏ ý hỏi mua cả nhà. Ngỏ ý hỏi mua tại vì người ta nhìn ra cái dáng của cái cây nó như thế nào á, người ta nói là dáng ngồi hay dáng gì đó. Đó xong rồi người ta hỏi mua mà ba má mình không có bán, mình cũng không có bán thì lúc đó nó cũng còn hơi nhỏ. Ồ mê bùi à, mê gió và mê chín à. Hey. Đậu không đói bụng chạy trên đường mà ly chưa ăn gì luôn á. Tại vì mỗi lần mà đi xe á, hay là em không dám ăn. Ăn là nói. Là nó ói mà để trong bụng mình nó trống á cả nhà. Là mình sẽ không có bị ói ra những cái đồ ăn. Mà mình ăn á, là nó ói ra hết. Thì lúc đó nó làm mệt cái bao tử mình. Mà làm mệt còn cổ, nó nóng còn cổ lắm. Cho nên mỗi lần mà trên xe á, là thôi mình nhịn đói cho nó chắc á. Nhịn đói tới giờ là 2 giờ chiều à. Ăn từ sáng rồi tới giờ 2 giờ chiều. Giờ về đói rã người luôn. Mệt luôn. Mà cũng về tới nhà rồi. Trong đây nó gió mà nó mát dễ sợ luôn cả nha. Đây, mè dớp nè. Mè nè. Mè dớp bóp ra đây. Cá trái ra nè. Hồi kia nó một tán rộng lắm. Rồi xong giờ cắt tỉa lại một tán một phần nhỏ nhỏ. Cho nên là nó còn như đá trái. Wow, cả nhà ra đây coi cái cây chuối nè cả nhà. Wow, cái bông này nó nở nè. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy. Ê chà. Chưa. Tỉa tốt tạo dáng cây dữ hết chứ. Lâu rồi ha, còn 2 năm rồi không về nhà thấy mọi thứ khác, dễ sợ khác luôn. Bông nè, cây đây là cây bằng lăng này cả nha, bằng lăng núi nè. Mua về
Ê coi cái mi chứ, coi cái mi nè. Trời ơi toàn là trái, cây trái không, không thấy bông á. Thấy toàn trái không á cả nhà. Ôi ơi tầng 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 cái dưới ghét nha. Cả nhà thấy cây chuối này nó lùng hơn cây me luôn á. Cây chuối này có 1 mét à, sao có 1 mét là 1,5 mét vậy mà cây nó ra buồn này. Ê ê cây nó ra buồn này trời ơi. Trời ơi về nhà đúng là cảnh nhìn quê quê hương mình luôn, thích cực kỳ luôn. Ê trời ơi ra cái buồn này chứ, dễ ghét này chứ, chảy nước à. Trời ơi là trời, phải không gì. Cái đây dòng chuối lùng á cả nhà. Trời ơi con đục mà để con kìa. Hay chứ. Nè toàn bộ cái thân của nó này từ cái gốc lên nè. Ê nhiều không? Nhiều lắm cả nhà ơi, tùm lum hết quanh quanh cái cảnh, nhưng mà toàn là cảnh đẹp không à, dễ thương không à. Thôi cái trụ điện gió ngay chỗ nhà mình luôn nè, siêu to khổng lồ. Thôi cảm ơn cả nhà nha. Thôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình nha. Lâu lâu về nhà chơi thấy cảnh khác quá cả nhà. Đây coi cái trời, cái trời bông giấy này cả nhà. Wow đẹp đúng không? Làm một phát kệ. Lâu lắm rồi á, 2 năm rồi mình chưa về cả nhà, do dịch á. Dịch là cả gia đình mình không về được. Hôm nay có việc đột xuất. Thôi chạy liều luôn. Thì tại đâu. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip Ly nha. Nếu thích thì cho Ly một like nha cả nhà. Và xin nhớ đăng ký kênh để cho kênh mình có động lực để phát triển nha cả nhà. Đây nè, cả nhà coi cái chậu bông giấy của mình đây. Ở đằng sau kia nữa kìa. Trời ơi bông quá trời luôn. Wow, đây nè. Toàn cảnh nè. Toàn cảnh nhà mình luôn nè. Nhìn thấy toàn màu xanh luôn. Bye bye cả nhà nha.